Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống. Các bạn thân mến, trong chương trình lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn về các loài động vật rồi đúng không nào? Còn trong chương trình lần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các loài hoa nhé. Ở Việt Nam, chúng ta có 4 mùa rõ rệt trong năm: mùa xuân, hạ, thu, đông. Và mùa xuân thì có hoa đào, hoa mai, hoa ly. Còn vào mùa hè thì có hoa phượng, hoa hồng, hoa bằng lăng. Còn vào mùa thu thì có hoa cúc, hoa sữa, hoa dã quỳ. Còn vào mùa đông thì có hoa hướng dương. Còn mình thích nhất là hoa hồng vì hoa hồng rất đẹp và có một hương thơm ngọt ngào. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích loài hoa nào? Hãy chia sẻ cho chương trình Sắc Màu Cuộc Sống biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.